Tức là chúng hôm nay là ngày 18 tháng Chạp năm 2003. Chúng ta đang ở tại chùa Từ Nghiêm Xóm Mới trong khóa tu mùa thu. Và học tiếp Lâm Thế Lục xin quý vị mở ra trang 16 của bản dịch tiếng Việt. Các vị đại đức phải tạo ra năm nghiệp vô gián thì mới được giải thoát. Năm nghiệp vô gián tức là năm cái hành động được xem như là tội lỗi nhất ở trên đời. Đó là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán và làm chảy máu một Đức Thế Tôn. Ở đây Thiền Sư Lâm Thế nói về năm nghiệp vô gián là giết cha, giết mẹ, làm bột chảy máu, chia rẽ tăng đoàn và thiêu đốt kinh tưởng. Ở trong kinh Duy Ma Kịch, ở cái phẩm mà gọi là đệ tử phẩm, nó có cái câu gọi là dĩ ngũ nghịch tướng nhi đắc giải thoát. Dĩ ngũ nghịch tướng như đắc giải thoát, tức là nhìn vào trong cái bản chất, trong cái tướng trạng của năm cái tội ngũ nghịch đó, tức là năm tội vô gián, mà có thể tìm ra được cái giải thoát. Chúng ta biết là năm cái tội ngũ nghịch đó, tức là cái xấu nhất và giải thoát đó, tức là cái đẹp nhất. Lấy cái xấu nhất để làm thành ra cái đẹp nhất. Và giữa hai cái xấu nhất và cái đẹp nhất nó có một cái liên hệ gì đó. Cũng như là cái buồn tanh hôi ở dưới hồ mà tìm ở trong đó có được cái hoa sen thơm ngát. Nếu không có buồn thì sẽ không có hoa sen.
Vì vậy cho nên ở đây mình thấy được cái giáo lý về tương tức. À, trong hoa sen nó có bùn, và trong bùn nó, mình có thể tìm thấy hoa sen. Cái đó gọi là nhìn vào cái tướng của năm tuổi ngũ nghịch, mình có thể thấy được giải thoát. Và khi mà chúng ta đọc cái đoạn văn tới, tới kế đây, chúng ta thấy rằng là Tổ đọc kinh Duy Ma Cật rất là kỹ. Quý vị đã được thầy dạy kinh Duy Ma Cật rồi đó, nhưng mà quý vị không biết là có đọc kỹ hay không. Thiền sư đáp: năm nghiệp vô gián là giết cha, giết mẹ, làm một cái máu, chia rẽ tăng đoàn và thiêu đốt linh tưởng, kinh tưởng. Cha ở đây có nghĩa là vô minh. Đây là cái cách giải thích của Tổ. Tổ rất là tự do, muốn giải thích sao cũng được, không cần phải căn cứ vào Phật học Đại Từ Điển. Cái gì mà Ngài cũng bất chấp huống hồ là Phật học Đại Từ Điển. Cha ở đây có nghĩa là vô minh. Nếu quý vị ngưng được sự tìm cầu, dù cho trong một khoảnh khắc, tìm cầu cái gì? Tìm cầu cái sinh khởi và cái hoại diệt của các pháp, như tiếng vang, âm hưởng với hư không. Nếu quý vị trong trường hợp nào cũng được vô sự, thì đó đã là giết được cha vô minh. Từ cha vô minh mà sinh ra luân hồi khổ đau. Đây vậy đây, đây cha tức là cái vô minh. Mẹ, đây là sự tham ái. Nếu quý vị trong khi đi được vào cõi dục để tìm cầu đối tượng của tham ái, mà có thể dù cho trong một khoảnh khắc thấy được rằng các pháp đều không, và bất cứ nơi đâu cũng được vô trước, đó là giết được mẹ tham dục. Mẹ ở đây tức là biểu tượng cho sự tham dục. Vì cha vô minh, mẹ tham dục, cho nên mình mới có mặt trong cõi khổ đau. Vì vậy cho nên phải giết cha vô minh, phải giết mẹ tham dục thì mới có thể giải thoát được. Trong cái đoạn văn này mình thấy lặp lại nhiều lần cái câu gọi là dù cho trong một khoảnh khắc. Dù cho trong một khoảnh khắc á, tức là cái phao nó cứu được cái mạng của mình, là cái nguyên do mà sau đó mình có thể được giải thoát. Cũng như là khi mình niệm, mình gửi năng lượng cho một người đang có bệnh, và mình niệm Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Đức Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi á, thì có thể là trong khi mình niệm danh hiệu bốn vị đó, mình có thể tâm của mình không có để vào cái niệm. Mình nghĩ tới cái chuyện chiều nay phải làm cái gì, ngày mai phải làm cái gì, người kia nói mình một câu như vậy, làm sao mình có thể tha thứ được. Ví dụ trong cái thời gian mà đại chúng hồ niệm như vậy, và cái miệng mình thực cái niệm Nam Mô Nam Mô, nhưng mà cái tâm mình thì là bị nghĩ tới những chuyện đó. Nhưng mà giá dụ trong cái thời gian mình niệm bốn vị Bồ Tát đó, bốn vị Bụt và Bồ Tát đó, mà dầu cho có một cái niệm nó chú tâm, có niệm, có định và có hồi hướng được cho cái người mình muốn hồi hướng, dù chỉ trong một khoảnh khắc, thì cái đó cũng là đỡ rồi. Cũng như là khi quý vị lái xe từ Sâm Hà đi tới Sâm Mới để dự pháp thoại, thì dầu cho có bị thất niệm suốt cả cái khoảng đường 20 cây số, mà nếu trong cái khoảng đường đó mà có được một hơi thở có chánh niệm, cái đó cũng là đỡ rồi, còn hơn là tuốt luốt luôn, hoàn toàn
là không có được một cái sát na nào trong chánh niệm và chánh định hết. Không biết mình đang ngồi ở trên xe hơi và đang lái đi về sân bay. Đây là một cái từ bi rất lớn của Bụt và của Bồ Tát. Và mình thấy ở nơi Tổ Lâm Tế, dù các con có thất niệm đi nữa, nhưng nếu các con có được một sát na, có chánh niệm, có tu, thì cái đó cũng là đỡ cho tôi, đỡ cho thầy quá rồi, đỡ cho Bụt quá rồi. Cũng như là trong cái niệm xứ, trong cái niệm xứ Bụt có nói rất là tội nghiệp. Bụt không cần tội nghiệp, nhưng mà mình cứ tội nghiệp Bụt đi. Là nếu người nào mà theo cái phương pháp quán chiếu thân trong thân, thọ trong thọ, tâm trong tâm và pháp trong pháp, và tinh chuyên trong 7 ngày thì thế nào cũng đạt tới cái sự giải thoát. 7 ngày thôi. Và sau đó Ngài nói, đừng có nói tới 7 ngày, dầu cho 3 ngày cũng có thể được giải thoát nữa. Nếu mà tinh chuyên trong 3 ngày thế nào cũng có thể thấy được cái tự tướng vô, tự tánh vô thường, vô ngã và niết bàn của sự vật và có thể giải thoát được. Và tiếp đó Ngài nói đừng có nói 3 ngày, một đêm một ngày cũng được nữa. Một đêm một ngày nếu mà tu tập tinh chuyên cũng có thể đạt tới cái gì đó, giải thoát. Ngài nói là đừng có nói một ngày, nói trong một giờ hoặc là một phút mà có được cái sự tu tập tinh chuyên đó thì cũng có thể có cơ hội. Và câu nói đó nó trở thành là bất hủ ở trong sự thực tập tịnh độ cũng vậy. Nếu mình thực tập mỗi ngày, tháng này sang tháng khác thì tốt. Nhưng mà nếu trong cuộc đời bận rộn của mình nếu mình niệm được 10 câu Nam Mô Bụt A Di Đà liên tiếp trong 10 câu cũng có thể vãng sinh tịnh độ được. Đánh trúng vào cái chỗ làm biếng của tất cả chúng ta con người, chỉ cần niệm 10 tiếng là có thể sinh tịnh độ. Và cái đó có thể là đúng, là tại vì sao? Tại vì đó là một cái sự kết duyên. Trong cái thời gian 20 phút lái từ sống thượng về sống mới, có thể là tâm mình hoàn toàn trống rỗng, không có gì là chánh niệm cả. Nhưng mà nếu nó có được một hơi thở vào và hơi thở ra có chánh niệm thì cái đó cũng là đỡ lắm rồi. Còn hơn là không có gì cả. Và mỗi khi mà thầy đọc tới cái câu đó là thầy thấy cái lòng từ bi của Bụt, của các vị Bồ Tát, của chư vị Tổ sư rất là lớn. Thấy mình yếu kém và khuyến khích mình hết nước. Làm bất cứ cái gì để cho mình có thể có một cơ hội để thực tập và có được niềm tin. Dầu chỉ trong một sát na không tội nghiệp sao được. Cái tình thương thầy lớn như vậy nhưng mà mình không có tiếp nhận được. Mình có nói tổ cứ rầy mình hoài. Học Quy Sơn Ấn Sách sao mà thấy tổ Quy Sơn cứ la mình hoài, chán quá đi. Không thấy được cái tình thương của Bụt và của tổ, của thầy và của chúng. Cha xong rồi mẹ. Bây giờ tới Bụt ở đây là sự vướng mắc vào các kiến giải phân biệt. Và khi mình bị vướng mắc vào các kiến giải phân biệt rồi thì Bụt là một cái trở ngại, mình cho đó là Bụt. Cũng như mình cho Bụt là cái tượng bằng xi măng hay là bằng vàng hay là bằng ngọc. Cái đó không phải là Bụt. Đó là cái ý niệm của mình về Bụt thôi. Những cái ý niệm của mình về Bụt, những cái kiến giải của mình về Bụt, nó không phải là Bụt. Và vì vậy cho nên phải giết Bụt nó đi. Và bây giờ mình mới hiểu được cái câu gọi là phùng Phật sát Phật. Gặp Bụt thì phải giết Bụt. Cái Bụt đó là cái ý niệm của mình, cái kiến giải về Bụt của mình. Và giết Bụt không có thể nào giết bằng những cái vũ khí thông thường. Một
cây súng, một lưỡi gươm, một trái lựu đạn không thể nào giết được Bụt. Phải giết được Bụt bằng, Bụt đó chỉ có thể giết được bằng lưỡi gươm trí tuệ mà thôi. Chỉ có lưỡi gươm trí tuệ mới giết được cái Bụt kiến giải, Bụt khái niệm, gươm súng và tất cả những vũ khí khác không thể nào giết được cái Bụt có khái niệm đó. Trong kinh Bảo Tích Ratnakuta, phẩm thứ tư là thiện trú thiên tự hội. Vì thiên tử tên là thiện trú, có câu chuyện là 500 vị Bồ Tát, 500 vị Bồ Tát đã thực tập giỏi, đã đạt tới tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và đã đạt tới ngũ thông, thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, thần túc thông, vân vân, năm thông. Nhưng mà họ chưa có đạt tới cái lầu tầng thông. Họ đạt tới túc mạng thông, tức là họ thấy được tất cả những cái kiếp xưa của họ. Và trong số 500 vị Bồ Tát mới thành công đó, có những vị họ nhờ có túc mạng thông biết được những cái kiếp xưa của họ, thì nhớ rằng trong những kiếp xưa đó có kiếp họ đã phạm vào những cái tội ngũ nghịch như là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán và làm chảy máu các bậc giác ngộ. Cho nên họ bị mặc cảm. Họ nói rằng họ không thể thành Phật được, họ không thể giải thoát hoàn toàn được, họ có đi vào được cái pháp nhập môn. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã không có phạm vào 50 tội ngũ nghịch đó là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm chảy máu, thân buộc, vân vân. Nhưng mà có thể chúng ta có những mặc cảm. Trong quá khứ, ta đã làm đau cái người thương của chúng ta. Cái người đó có thể là mẹ, là cha, là anh, là chị, là thầy của chúng ta. Và biết đâu trong những cái kiếp quá khứ chúng ta đã có những lầm lỡ như vậy. Và cái mặc cảm đó nó làm cho ta day dứt, ta không thoát ra được. Và đi đâu chúng ta cũng mang theo cái mặc cảm đó. Chúng ta đã nói những câu, chúng ta đã làm những cái cử chỉ. Nó gây ra thương tích, nó gây ra khổ đau. Và những cái vết thương đó, nó tiếp tục, nó đi theo chúng ta mãi mãi. Và chúng ta bị cái mặc cảm đó, nó trói buộc, không cho chúng ta giải thoát. Thì ở đây, 500 vị Bồ Tát mới cũng vậy. Họ đạt được ngũ thông, họ đã đạt được tứ thiền. Và nhờ cái túc mạng thông, họ thấy được trong quá khứ, có người đã phạm vào một trong năm tội ngũ nghịch. Vậy cho nên có mặc cảm và không có đạt được tới sự giải thoát. Thì trong cái hội thứ tư của Thiền Trú Thiên Tử thì Đức Thế Tôn mới quán chiếu và thấy được cái tâm của họ và thấy được cái mặc cảm của họ. Cái mặc cảm đó là một cái trở ngại rất là lớn cho họ. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn mới đưa mắt nhìn Bồ Tát Văn Thù Sơ Lợi. Và qua cái nhìn đó thì Bồ Tát Văn Thù Sơ Lợi biết là Đức Thế Tôn muốn gì. Tại vì Văn Thù Sơ Lợi là một vị Bồ Tát luôn luôn mang thân trường kiếm,
của trí tuệ. Và trong trường hợp này, buộc chỉ có thể nương cậy vào cái thanh gươm đó để mà chém đứt cái vô minh, cái mặc cảm kia. Và Bồ Tát Văn Thù Sa Lợi biết ý của Đức Thế Tôn, đứng dậy, trật vai y và bên tay trái ra, rút cái gươm ra và tới trước buộc, làm giống như là sắp tới trong buộc. Đây là một cái màn kịch rất là hấp dẫn. Tại Văn Thù Sư Lợi là Pháp Vương Tử, tức là hoàng tử trong Pháp, mà lại đứng dậy đứa con và tính giết cha và tính giết buộc. Đây là một cái màn kịch thôi. Màn kịch này để là giáo dục cho 500 vị Bồ Tát đó. Thì khi mà thấy Văn Thù Sư Lợi rút thanh kiếm ra và xông tới buộc, thì buộc nói: Khoan, ngươi hãy khoan giết ta đã. Nếu cần giết ta thì ngươi phải học hỏi cho biết cái cách giết thì mới được. Ngươi phải quán chiếu rằng không có ngã, không có nhân, không có Phật, không có chúng sanh, không có người giết, không có người bị giết. Thì lúc đó ngươi mới có thể dùng được thanh gươm của ngươi. Chỉ những người không có trí tuệ, chỉ những người thấy rằng có mình, có ta, có người giết, có người bị giết, thì những người đó mới giết được thôi. Còn ngươi làm sao mà ngươi giết được? Tại vì ngươi không có cái quan niệm về ta, về người, về buộc, về chúng sanh, thì làm sao ngươi giết được? Và khi đó thì 500 vị Bồ Tát thấy rõ là không có ngã tướng. Không có buộc, không có chúng sanh. Chỉ có vô minh cần phải giết mà thôi. Và nếu ngày xưa mình phạm vào những lỗi lầm là tại vì mình u mê. Thật ra không có người giết và không có người bị giết. Vì vậy cho nên cái lưỡi gươm trí tuệ là để giết cái vô minh đó. Giết cái buộc vô, giết cái khái niệm của mình về cha, về mẹ, về buộc. Và chỉ khi nào mình đọc cái đoạn kinh này trong Bảo Tích, mình mới hiểu được một cách sâu xa, mình mới hiểu được một cách đúng mức cái lời tuyên bố làm động trời của Tổ Lâm Thế là phùng Phật sát Phật, phùng Tổ sát Tổ, phùng Phụ Mẫu sát Phụ Mẫu, là như vậy. Nếu không thì mình không hiểu được. Tại vì cái thấy, cái hiểu của Tổ Lâm Thế về giáo lý rất là sâu. Và Ngài đã đọc kinh Di Ma Cật, Ngài đã đọc kinh Bảo Tích một cách rất là kỹ lưỡng. Và cái sự tuyên bố của Ngài về chuyện phạm vào 5 tội ngũ nghịch, cái vấn đề phùng Phật sát Phật, phùng Tổ sát Tổ, nó có nguồn gốc rất là sâu xa trong hai kinh này. Và nếu không hiểu hai kinh này thì không hiểu được Tổ.
Chỉ khi nào mình sống ở trong vô minh đó, trong cái sự kỳ thị phân biệt thì mình mới đau khổ mà thôi. Khi mà mình bắt đầu thấy được cái chân lý, cái sự thật, cái sự thật về vô ngã, vô chúng sanh, thấy rằng buộc với mình không phải là hai thực thể riêng biệt, thấy rằng cha mình với mình không phải là hai cái thực thể riêng biệt, thấy rằng mẹ mình và mình không phải là hai thực thể riêng biệt, thấy rằng cái người mình giết và mình không phải là hai thực thể riêng biệt, thì lúc đó mình mới đau khổ thôi. Còn khi mình thấy được rồi thì mình không còn đau khổ nữa. Khi mà người Do Thái mà giết người Ả Rập, Palestinian, tại vì người Do Thái thấy rằng người Palestinian không phải là mình. Khi mình là người Palestinian mà giết người Do Thái thì người Palestinian thấy rằng người Do Thái không phải là mình. Khi mà Tổng thống Bush giết những đứa con của ông Saddam Hussein thì Tổng thống Bush nghĩ rằng đó không phải là con của mình, đó là con của kẻ thù. Từ lúc đó là lúc mình đang sống trong cái sự kỳ thị, sự phân biệt. Mình không biết là khi mình giết người đó tức là mình tự giết chính mình. Khi mình giết con người đó tức là mình tự giết con của chính mình. Chưa có cái thấy, chưa có cái thấy vô ngã, chưa có cái thấy tương tức. Chứ còn kẹt vào cái vùng khổ đau và cái vòng của mặc cảm. Và những cái mặc cảm tội lỗi đó nó sẽ theo sát mình suốt đời và trong đời khác. Nó theo sát mình trong ban ngày và nó theo sát mình trong ban đêm và trong giấc ngủ. Và cái mặc cảm đó nó sẽ làm cho mình đau khổ từ kiếp này sang kiếp khác. Chỉ có một cái lưỡi gươm thôi mới có thể chặt đứt được cái bóng ma của mặc cảm đó, là lưỡi gươm của trí tuệ. Vì vậy cho nên những ai đang đau khổ vì mặc cảm, đang nô lệ cho mặc cảm đó, đang bị giam hãm bởi cái mặc cảm đó, thì chỉ có thanh gươm của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, chỉ có trí tuệ đáo bị ngạn, chỉ có cái trí tuệ của vô ngã, của tương tức mới có thể cứu được những cái người đó mà thôi. Vì vậy cho nên những cái nhà tâm lý trị liệu phải học cái này. Tại vì trong số những cái người bệnh nhân tới để được trị liệu có nhiều người mang mặc cảm rất lớn. Và nếu các nhà tâm lý trị liệu mà không có được lưỡi gươm trí tuệ của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thì tôi nghĩ rằng các vị đó không có khả năng để giải tỏa được cái mặc cảm đó của những người bệnh nhân. Nếu hoa sen mà coi buồn là kẻ thù và muốn tiêu diệt buồn để đừng bao giờ có buồn ở trên thế giới này thì sẽ không bao giờ có hoa sen hết. Nếu buồn có hoa, xem hoa sen là kẻ thù và muốn tiêu diệt hoa sen và tất cả các hoa khác thì không bao giờ có buồn được, tại vì hoa sen nó làm ra buồn và buồn nó làm ra hoa sen. Đó là cái tuệ giác tương tức.
Và khi mình nhìn cha mình là kẻ thù, khi mình nhìn mẹ mình là kẻ thù, khi mình nhìn con mình là kẻ thù, khi mình nhìn người đồng bào mình là kẻ thù, khi mình nhìn những người trong gia đình nhân loại là kẻ thù, thì lúc đó mình bị kẹt vào trong cái thế phân biệt, cố chấp. Và cái hận thù nó luôn luôn đi theo mình. Mình là nhà chính trị, mình là nhà tôn giáo, mình là nhà văn hóa. Và nếu mình không có được cái thấy tương tức, thì mình chưa vượt khỏi khổ đau. Mình không có làm được hạnh phúc cho mình, đừng nói là làm hạnh phúc cho những người khác. Tại vì nhà chính trị nào cũng vậy, nhà văn hóa nào cũng vậy, nhà tôn giáo nào cũng vậy, muốn thao thức đem lại hạnh phúc cho mình và cho nhân loại. Mình nếu mình bị kẹt vào trong cái sự kỳ thị phân biệt đó, thì mình cứu mình cũng chưa được, huống hồ là để cứu người khác. Và cái đó gọi là cái sự kỳ thị phân biệt, discrimination. Và cái lưỡi gươm để mà vượt thoát cái đó là lưỡi gươm trí tuệ, gọi là vô phân biệt trí. Vô phân biệt trí tức là cái trí có thể thấy được cái tính bình đẳng, cái tính không phân biệt của thực tại. Vô phân biệt trí, Nirvikalpa Jnana. Nhược là vô, Vikalpa là phân biệt, Jnana là trí. Rồi cái thức thứ bảy là thức mặt na, là cái thức bị che lấp, không có thấy được cái vô phân biệt trí. Vì vậy cho nên quán chiếu, nhìn sâu, có thể chuyển hóa được thức mặt na, và thức mặt na nó trở thành là bình đẳng tâm trí. Bình đẳng tâm trí tức là vô phân biệt trí. Nếu mình là nhà chính trị, nếu mình là nhà tôn giáo, nếu mình là nhà văn hóa mà mình chưa có được cái vô phân biệt trí, thì mình còn tiếp tục gây khổ đau cho mình và cho nhân loại. Vì vậy cho nên những người có lý tưởng cứu đời, giúp người thì phải tập quán chiếu để có thể đạt được tới cái trí gọi là vô phân biệt trí. Và cái trí đó là cái lưỡi gươm thần, nó cắt đứt tất cả những cái ranh giới, những cái kỳ thị, những cái phân biệt, và nó tiêu diệt tất cả những khổ đau và những cái mặc cảm. Và nếu quý vị có công phu thì quý vị sẽ khai thác những cái lời dạy này của kinh Bảo Tích, kinh Duy Ma Cật, của Lâm Thế Lục, để quý vị giúp cho những cái nhà chính trị đó, những cái nhà văn hóa đó, những nhà tôn giáo đó có được cái nhìn của trí vô phân biệt. Và khi nào mà họ thấy được, họ có được cái nhìn đó, họ có cái lưỡi gươm đó, thì họ mới thực sự phục vụ được cho nhân loại, cho cuộc đời một cách hữu hiệu mà thôi. Thương dân như là thương con của mình. Thương dân mình như thương con của mình đã đành rồi. Nhưng mà thương dân khác cũng như là con của mình thì mới được. Thương con mình nhưng mà cũng thương con những người khác. Tại vì con người khác cũng là cháu của mình. Buộc ở đây là sự vướng mắc vào các kiến giải phân biệt. Nếu quý vị đi vào trong pháp giới thanh tịnh mà không làm phát sinh những kiến giải phân biệt, dù chỉ trong một sát na, tới đâu cũng giữ được trí vô phân biệt của mình,
Thì đó là quý vị đã làm cho bụt của biến kế sở chấp chảy máu. Mà làm cho bụt của biến kế sở chấp chảy máu thì phải dùng gươm trí tuệ mới được. Còn bất cứ một cái loại gươm nào cũng có thể làm chảy máu cái biến kế sở chấp được. Biến kế sở chấp tức là cái ngược lại cái vô sân phân biệt trí. Biến kế sở chấp tức là vikalpa. Nó không có thể gọi là snana được, nó không có thể gọi là trí được. Nó là thức. Vikalpa tức là biến kế sở chấp. Niết vikalpa là vượt thoát. Niết là vượt thoát cái vikalpa. Vì vậy cho nên được gọi là snana. Quý vị đọc từng chữ, từng chữ cho nó rõ. Mình đọc lại một lần nữa. Buộc ở đây là sự vướng mắc vào các kiến giải phân biệt. Nếu quý vị đi vào trong pháp giới thanh tịnh mà không làm phát sinh ra những kiến giải phân biệt, những cái conceptual knowledge based on discrimination, đây là ta, đây là người, đây là bạn, đây là thù. Ta không phải là người, người không phải là ta, bạn không phải là thù không phải là bạn. Cái đó gọi là kiến giải phân biệt. Con của Saddam không phải là con của Bush. Dù chỉ trong một sát na, tới đâu cũng giữ được trí vô phân biệt của mình. Thì đó là quý vị đã làm cho bụt của biến kế sở chấp chạy máu. Ở trong cái bản dịch này thầy thêm vào của biến kế sở chấp để cho nó rõ. Giúp tổ ông chút xíu. Tăng đoàn ở đây là sự vướng mắc vào các ý niệm phiền não và sở y. Chia rẽ tăng đoàn là một trong năm tội ngũ nghịch. Sở y tức là cái chỗ nương tựa, chỗ bám víu. Nếu quý vị đạt được cái thấy là tất cả các phiền não và kết sử đều không và chẳng có chỗ nương tựa, thì dù chỉ trong một khoảnh khắc, quý vị cũng đã phá được cái tăng đoàn của phiền não, của kết sử và của sở y. Phiền não và kết sử. Kết sử tức là samyorana. Ở Lan Mai ngày xưa mình dịch là nội kết. Đó. Kết sử tức là những cái khối nó đóng lại trong tâm mình và nó có khả năng thúc đẩy sai sự mình. Nó có công năng thúc đẩy và sai sự mình làm những cái và nói những cái mà nó gây ra tai hại cho mình và cho người khác. Kết tức là sự đóng lại những cái nơ, những cái thắt, những cái nút thắt nó kết lại trong lòng. Và khi mình có những cái nút thắt ở trong lòng thì những nút thắt đó nó còn mãi và nó sẽ tiếp tục nó thúc đẩy mình. Nó thúc đẩy mình nói và làm những cái điều
nó gây ra khổ đau cho mình và cho người khác, đó là nội kiếp. Ví dụ như người chị của mình hay người em của mình nói cho mình nghe một câu nào đó, nói một câu gì đó, và mình sinh ra cái sự bực bội, là mình có nội kết, mình có một kết sự, và mình cứ giữ cái đó hoài. Thì nếu mà mình tu chánh niệm thì nói rằng trời đất ơi, mình vừa có một cái nội kết, vừa có một kết sự, và cái kết sự này nó sẽ làm cho mình đau khổ hoài hoài, một cái nút thắt. Thì bây giờ làm thế nào để có cơ hội làm mới với người kia, để tháo cái nút thắt này ra. Thì người đó là người biết tu, có chánh niệm, biết rằng có một cái nút vừa thắt lại, và cái nút đó thắt lại thì nó gây những cái khó khăn cho mình và liên hệ giữa mình với người kia. Và nếu mình là người tu đích thực thì mình đừng có chờ lâu ngày, mình đã thế nào trong 24 giờ đồng hồ mình cũng phải tìm cách để tháo cái nút thắt này ra. Rồi vì vậy cho nên mình tập làm mới là như vậy. Mình tập làm mới, mình tập soi sáng. Còn nếu mình từ chối làm mới thì những cái nội kết đó nó còn hoài. Nội kết tức là những cái kết tụ bên trong, gọi là internal formation. Cái nội kết đó có thể là cái giận, hay là cái sợ, hay là cái nghi. Khi mình nghi một người nào, nghi buộc, nghi pháp, nghi tăng, nghi thầy, nghi sư anh, nghi sư chị, nghi cái con đường thực tập của mình, thì là mình có một cái nội kết. Và nếu mình để cái nghi đó ở trong lòng mà không giải quyết thì nó trở thành một cái nút thắt, nó làm hại mình. Vì vậy cho nên phải tìm cách để giải nghi, tức là tháo cái nút thắt đó ra. Và nếu một mình làm được thì mình phải cầu cứu đến những người khác. Tham đắm là một cái nội kết. Vướng mắc là một cái nội kết. Hận thù là một cái nội kết. Nghi ngờ là cái nội kết. Và những cái nội kết đó là những cái nội kết không có dễ chịu. Và nếu mình để chúng nó tiếp tục như vậy thì chúng nó sẽ đẩy mình, thúc mình nói và làm những cái điều gây đau khổ. Cho nên khi mà có những nội kết, phải nhận diện nội kết đó, phải tìm cách tháo gỡ nó ra, phải làm mới. Đó là những cái nội kết gọi là không có dễ chịu. Nhưng có khi có những cái nội kết dễ chịu, những cái nội kết êm ái. Ví dụ như là mình nghe một câu nói, là mình hút một cái điếu thuốc, nó uống một cái ly rượu, nó đưa lại cái cảm giác khoan khoái, lâng lâng. Cái đó gọi là một cái nội kết êm ái. Mình ngửi thấy một cái mùi hương, rồi mình bị vướng mắc vào cái mùi hương đó, và mình muốn cái mùi hương đó trở lại với mình. Vì vậy cho nên bên Pháp nó có một cái loại nước hoa gọi là je reviens, là em sẽ trở lại. Mình cứ mong em trở lại hoài. Tức là nó tạo ra sự vướng mắc, nó tạo ra cái attachment. Thì hình sắc, mình bị vướng vào một cái hình sắc, mình bị vướng vào một cái âm thanh, cái giọng nói nó rất là ngọt ngào, nó mềm, ở trong Nam gọi là nó dẻo quẹo, làm cho mình nhớ hoài cái giọng nói đó. Đó là những cái nội kết gọi là êm ái.
Uống trà ngon là cũng nguy lắm. Uống trà ngon là bị nội kết êm ái. Khi uống trà ngon thì là thấy thiếu. Thế là phải tập uống đủ các thứ trà, trà nào cũng phải uống hết. Nội kết êm ái là khi mình nghe một cái câu nói. Sweet internal formations. Mình nghe một câu nói, mình cảm động. Mình muốn nghe lại câu nói đó. Mình ngửi một cái mùi hương. Mình bị vương vấn. Và mình muốn được ngửi lại cái mùi hương đó. Cho nên cái nước hoa gọi là Je Reviens là rất là hay. Rất là hay ở chỗ là nó đánh đúng vào cái tâm trí trạng. Em sẽ trở lại. Một cái hình dạng, một cái câu nói, một cái âm thanh, một cái mùi hương, sắc, thanh, hương, vị. Vị tức là cái mùi ngon. Sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Những cái đối tượng đó của sáu thức có thể là những cái nội kết êm ái. Nó làm cho mình không làm ăn gì được. Mình cứ ngồi đó, mình cứ nghĩ tới những cái đó. Mình muốn tìm lại những cảm giác đó. Thì cái đó gọi là những cái nội kết êm ái. Và mình phải tìm cách mình tháo gỡ nó ra. Nếu không tháo gỡ nó ra thì mình còn không có tự do. Và mình có thể tự tháo gỡ một mình. Hoặc là mình mời người ta tới để tháo gỡ chung. Rồi nhờ tới sự anh, sự chị, thầy của mình giúp đỡ mình để mình tháo gỡ. Nếu mình muốn còn là con người tự do. Trong chúng ta những người nào đã từng tháo gỡ được những cái nội kết như vậy rồi thì thấy trong người nó khỏe quá, phải không? Tăng đoàn ở đây là sự vướng mắc vào các ý niệm, phiền não và sở y. Nếu quý vị đạt được cái thấy là tất cả các phiền não và kết sử đều là không và chẳng có chỗ nương tựa, thì dù chỉ trong một khoảnh khắc quý vị cũng phá được cái tăng đoàn của phiền não, kết sử và sở y. Tại vì những cái kết sử đó, những cái phiền não đó, nó tụ tập với nhau, nó làm thành ra một cái phe đảng, nó đánh phá, nó vây bọc mình. Đó là một cái tăng đoàn của phiền não, của nội kết, của sở y. Và mình phải có trí tuệ thì mình mới có thể phá tan được cái bằng đảng đó. Kinh tưởng ở đây là những ý niệm về nhân duyên, về tâm và về pháp. Nếu quý vị dù chỉ trong một khoảnh khắc thấy được tính không của nhân duyên, của tâm và của pháp, đoạn trừ được tất cả những khái niệm mình có về nhân duyên, về tâm và về pháp, đó là quý vị đã thiêu đốt được các kinh tường của khái niệm của tâm và của pháp. Cũng như nói rằng là giáo lý của ta nó giống như là cái ngón tay chỉ mặt trăng. Nếu mà các ngươi bị chấp vào cái ngón tay thì các ngươi không bao giờ thấy được mặt trăng cả. Phải sử dụng cái thông minh của mình nương vào cái chiều của ngón tay để nhìn lên thì thấy được mặt trăng. Còn nhận rằng mặt trăng là cái ngón tay, đó là sự ngu dốt, đó là sự vướng mắc vào những cái hình thức của giáo lý. Có những người thờ phụng giáo lý suốt đời mà không có sử dụng được giáo lý đó để đạt tới cái chứng nghiệm chân lý, thì những người đó là những người
đang bị ràng buộc. Kinh tưởng là vậy. Kinh tưởng là những cái ràng buộc. Tưởng Phật, kinh điển, giáo lý là những cái ràng buộc. Và phải phá tan, phải đập nát, phải chém đầu tất cả những cái đó. Tức là phải vượt thoát khỏi những cái phương tiện đó. Tại vì đó là những phương tiện thôi, để chỉ bày chân lý. Mình vướng vào phương tiện thì mình mất chân lý. Có những người niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, tỏ ý tôn kính Pháp Bảo. Nhưng mà nếu những người đã đọc Kinh Pháp Hoa mà không hiểu được, không có tiếp xúc được với bản môn, không có tiếp xúc được với tích môn, và không phá tan được những phiền não của mình, thì là suốt đời đọc Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh cũng vô ích thôi. Nếu mình niệm Nam Mô Bụt Thích Ca Mâu Ni, mình vướng vào cái câu nói đó, không có tiếp xúc được với Bụt Thích Ca Mâu Ni trong cái bản chất, thì câu niệm đó nó trở thành ra một cái trở ngại. Ngày xưa báo Đốc Tuệ nó có đăng một cái kể một câu chuyện của một cái bà ở ngoài Bắc đó, bà niệm Bụt Nam Mô A Di Đà Phật. Bà niệm rất là siêng năng. Nhưng mà bà niệm năm này sang năm khác mà không có thấy bà chuyển hóa gì hết. Bà vẫn giữ như thường. Và hàng xóm sợ bà hết. Mỗi khi mà bà mất một con gà, bà leo lên nóc nhà, bà chửi. Tại vì leo lên nóc nhà thì chửi người ta mới nghe. Còn mình ở trong nhà mình chửi thì có ai nghe đâu. Leo lên nóc nhà, hồi đó chưa có microphone. Nên bà ta phải leo lên nóc nhà, bà chửi. Mày ăn gà của bà thì... cha mày bị cái này, cha mày bị cái này, mẹ mày bị cái này, là chửi như vậy đó. Như vậy thì niệm Bụt đâu có ích lợi gì đâu. Thì lúc đó có một cái ông đó, ông muốn cho bà một bài học. Đúng cái giờ bà lên nhang đèn chuông mỏ để tùng á, vừa mới khai mỏ thì ông đứng ở ngoài cổng, ông kêu: bà Tư ơi, thì bà Tư thính cái bọ lớn lên để chứng tỏ rằng ta đang làm cái chuyện rất là quan trọng là niệm Bụt tụng kinh, đừng có phá rầy ta. Nhưng mà ông ta giả bộ điếc: bà Tư ơi, kêu lên nữa. Bà ta thính bọ lớn lên nữa. Thính chuông lớn lên nữa để chứng tỏ rằng đừng có phá rầy tôi trong cái khi mà tôi làm công việc linh thiêng quan trọng này. Bà bắt đầu bà niệm Bụt Nam Mô A Di Đà Phật, mà cứ niệm như vậy. Và bên ở ngoài ông cứ tiếp tục, ông: bà Tư ơi, bà Tư ơi. Bên trong là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bà Tư ơi, bà Tư ơi. Mà hai bên cứ rống lên như vậy đó. Cuối cùng thì ông ta thắng. Tại bà giận quá, bà quăng chuông, bà quăng mỏ, bà ra bà chống nạnh trước, bà nói: tiên sư nhà nó, tôi đang niệm tụng kinh niệm Bụt mà tôi phá như vậy. Thì cái ông hàng xóm, ông tươi cười, ông nhìn bà: trời đất ơi, tôi mới gọi bà Tư có 40-50 lần mà bà cứ Tư giận như vậy. Bà Tư cứ gọi Bụt suốt ngày suốt đêm, chắc là Bụt giận bà Tư được dữ lắm á. Thì ai nói niệm Bụt là cái điều sai quấy? Niệm Bụt là rất tốt. Nhưng mà niệm Bụt như thế nào để đừng có vướng vào cái hình thức của sự niệm Bụt? Tu hành như thế nào để đừng vướng vào cái sự thực tập hình thức, để cái sự thực tập đó có thể giúp cho mình chuyển hóa được thì mới được. Chứ còn làm giống như bà Tư thì không có ích lợi gì cả. Mà chúng ta biết rằng trong xứ sở của chúng ta có biết bao nhiêu là bà Tư và ông Tư, rất là nhiều. Và cứ nghĩ rằng mình đang đi trên con đường chánh, chưa chắc là trong cái số những người đang ngồi trong thánh đường này không có những ông Tư, không có những bà Tư. Và xin những các bà Tư, các ông Tư tỉnh giấc lại. Đừng có làm như vậy mà kỳ lắm.
Và Tổ Lâm Tế là cái ông hàng xóm đó, Tổ Lâm Tế tới sáng hôm nay để nhắc ông Tư và bà Tư nên chấm dứt cái sự thực tập hình thức vướng mắc vào những cái kinh tưởng, những cái ý niệm về tâm, về pháp, về nhân duyên. Cứ nói đi nói lại hoài về nhân duyên, về tâm và về pháp. Mà những cái giáo lý đó không có hề giúp được cho mình trong cái sự giải thoát và chuyển hóa. Này các vị đại đức, nếu làm được như thế, các vị sẽ không còn bị kẹt vào các danh từ phàm và thánh. Mình phân biệt giữa hai cái, phàm và thánh. Mình có mặc cảm, mình là phàm, kia là thánh. Và chính cái sự phân biệt đó, nó làm cho mình uống trệ mãi, không có đi được. Không có đi tới được bước nào cả. Quý vị, trong một ý niệm, đã quen nhìn vào nắm tay không và ngón tay chỉ, cho đó là sự thật, rồi cứ dựa trên căn và cảnh mà hình dung ra các pháp hư ngụy không thật có. Ở đây là tổ nói về cái sự thực tập hình thức. Nắm tay không và ngón tay chỉ là những cái phương tiện trí bày trong chân lý. Nắm tay không, tức là nắm tay ở trong đó không có gì hết. Nhưng mà mình tưởng là có một cái gì đó. Nhưng kỳ thực là cái nắm tay là để chỉ một cái gì. Ngón tay chỉ, trong đó cũng có gì hết. Nhưng mà nương vào ngón tay chỉ thì có thể thấy được cái gì đó. Thì nắm tay không cũng vậy, ngón tay chỉ cũng vậy. Đó là những cái biểu tượng. Rồi cứ bị kẹt vào những cái biểu tượng đó, cho nó là sự thật. Và dựa lên căn và cảnh mà họ hình dung ra các pháp hư ngụy không thật có. Các vị có mặc cảm tự ti. Cho nên chỉ biết khúm núm co rút mình lại. Và tiếp tục nói, ta chỉ là một kẻ phàm phu, còn vị ấy là một bậc thánh nhân. Đó là cái mặc cảm tự ti. Và thấy rằng người kia là his holiness. Còn mình là ugliness. Mình không có cái gì hết. Mình hoàn toàn là không có giá trị gì hết. Bọn trọc đầu ngu ngốc kia ơi. Đây là nói với các thầy tu đó. Tổ đang nói monastic chứ còn lay people thì tổ tha. Bọn trọc đầu ngu ngốc kia ơi. Tại sao các ngươi lại chạy đi hối hả tìm cái chết bằng cách đội lốt sư tử lên đầu để kêu thành tiếng của những con dã can như thế? Mình nói mình là con của Bụt, mình là đệ tử của Đức Thế Tôn, của Bậc Giải Thoát. Mình muốn khát khoác lên đầu mình một cái lốt da sư tử. Le lắm. Mình là Hòa Thượng, Pháp Chủ, Thượng Tọa Đại Đức, Tỳ Kheo Ni. Le lắm, con của sư tử. Nhưng trong khi đó mình phát ngôn, phát ra toàn những cái tiếng kêu của con chó sói thôi. Tại sao các ngươi lại chạy đi hối hả tìm cái chết bằng cách đội lốt sư tử lên đầu để kêu thành tiếng của những con dã can như thế, con chồn dã can như thế? Là kẻ đại trượng phu mà tại sao các ngươi không thở ra được khí phách của cái kẻ đại trượng phu? Những gì đã có sẵn trong nhà mình mà mình không có tin là cứ đi tìm kiếm ở những nhà khác. Tại sao lại cứ sa vào cái bẫy danh cú của cổ nhân? Hết nương vào âm lại tựa vào dương. Rốt cuộc chẳng tự mình đạt được cái gì cả. Gặp hoàn cảnh nào cũng bám vào, gặp đối tượng nào cũng nắm bắt. Tiếp xúc tới đâu thì bị lừa gạt tới đó. Quý vị không hề có tiêu chuẩn nhận thức nào cả. Đích thực là tổ đang rầy mình. Đi tới học cái này, ông thầy này, đi tới kia học ông thầy kia. Cái gì cũng tin hết.
không biết sử dụng cái tâm sáng chói của mình, cái nhận thức độc lập của mình, suốt đời đi tìm. Và giống như con dê hay đụng cái gì, đụng vào mỏ là mở miệng ra ăn thôi, không có phân biệt. Đây là hình ảnh cũng có tổ Lâm Tế. Này các bạn tu, các bạn đừng bị kẹt vào lời nói của ông thầy tu núi này. Tôi nói vậy đó, tôi nói tự do như vậy đó, nhưng mà quý vị đừng bị kẹt vào những cái lời nói của tôi, tại những lời nói của tôi cũng là những phương tiện. Tại sao? Tại những lời nói của những lời tôi nói không thực sự có nền tảng nào cả. Cũng như là tôi chỉ múa một khúc cho quý vị nghe thôi, cho quý vị thấy thôi, để giúp cho quý vị có thể được cởi trói. Tôi không có đưa ra một cái lý thuyết nào, một cái ý tưởng thấm uyên nào hết, để quý vị có thể chộp lấy để mà giữ làm gia bảo. Mục đích của tôi là không có trao truyền những cái lý tưởng, những cái lý thuyết thấm uyên. Tôi chỉ sử dụng cái búa, cái roi, cái gậy để giúp quý vị phá tan những cái mặc cảm, những cái cố chấp của quý vị. Đừng có nghĩ rằng những cái điều tôi nói là để có mục đích trao truyền cho quý vị những cái ý tưởng thấm uyên. Đó chỉ là những bức vẽ nhất thời trên không gian. Dù chúng là những hình tượng có màu có sắc, đúng thật là những cái lời của tổ rất có nhiều màu sắc, nhưng mà đó tất cả đều là phương tiện. Những bức họa vẽ trên hư không không phải là cái gì mà quý vị có thể đem về để mà thờ phụng, để mà chất chứa. Đúng là một thi sĩ. Này các bạn tu, đừng lấy buộc làm tiêu chuẩn tuyệt đối. Theo tôi thì cái quan niệm ta có về buộc ấy cũng như là hố xí, cũng như là một cái hố xí. Và theo cái nghĩa đó, Bồ Tát La Hán cũng chỉ là những kẻ đem tới gông cùng. Vì vậy cho nên mới có hiện tượng văn thù mang gươm tới giết Cổ Đàm và ương quật ma đem đao tới chém Thích Ca. Tới đây thì quý vị mới hiểu được tại sao Tổ Lâm Tế đã dùng những cái câu nói đồng trời, là gặp Bụt thì phải giết Bụt, gặp Tổ giết Tổ, gặp cha mẹ giết cha mẹ, gặp thần quyến giết thần quyến, và sử dụng 5 cái tội ngũ nghịch để đạt tới giải thoát. Văn thù mang gươm tới giết Cổ Đàm là cái câu chuyện mà mình mới được nghe sáng hôm nay ở trong kinh Bảo Tích, ở trong cái phẩm gọi là Thiện Trú Thiên Tử Hội. Vì có cái mặc cảm tội lỗi của 500 vị Bồ Tát mới thành, cho nên buộc mới thể hiện ra một cái màn kịch rất là hay. Và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã rút cái kiếm ra tính làm như giống như là muốn sát buộc. Thì buộc nhân cơ hội đó mà nói rằng: người chưa biết giết đâu, khoan giết ta đã, người chưa biết giết ta đâu. Rồi Ngài mới nói rằng nếu mình chưa biết được mình và người là một, con người kia không phải là con, với con mình là một, người giết và người bị giết là một, thì lúc đó mình chưa sử dụng được cái thanh gươm đó. Và những lời nói của Bụt đã lấy được cái mặc cảm ở trong tâm của 500 vị A-la-hán, và họ được tự do. Họ thấy rằng họ cũng có thể đạt tới được cái trí tuệ và cái giải thoát của Bụt. Và vì vậy cho nên cái lưỡi gươm của Văn Thù Sư Lợi này là cái lưỡi gươm mà tất cả mọi người đều có thể sử dụng. Và mình không cần phải mượn của Đức Văn Thù. Mỗi người chúng ta đều có lưỡi gươm đó. Những cái khổ đau, những cái mặc cảm, những cái phiền muộn của chúng ta có thể chém đầu tụi đó bất cứ lúc nào,
không cần cầu khấn như người khác. Ương Quật Ma tức là Angulimala. Angulimala là người đã tính giết Bụt và được Bụt độ. Còn Văn Thù Sư Lợi thì chỉ đóng kịch thôi để giúp cho Bụt giải tỏa cái mặc cảm tội lỗi của 500 vị Bồ Tát. Và đọc tới cái câu này thì mình mới hiểu được một cách tường tận cái nguồn gốc, thấy được cái nguồn gốc của lời tuyên bố của Bụt, của Tổ Long Tế. Thành cái câu mà phùng Phật sát Bụt, sát Phật phùng Tổ sát Tổ, sử dụng năm tuổi ngô nghịch để mà làm ra giải thoát, là những câu tuyên bố nó có căn cứ ở trong kinh điển Đại Thừa. Này các bạn tu, Bụt không phải là cái gì mà quý vị có thể nắm bắt được. Cho đến giáo lý ba thừa, năm tánh, đốn giáo, viên giáo, tích môn, bản môn, tất cả chỉ là thuốc và bệnh, cùng hiện khởi và đối lập. Cùng hiện khởi và đối lập nhau nhất thời, không phải là những pháp có thật. Mà dù cho có cái gì đi nữa, thì cái đó cũng chỉ là những cái giả thiết, những cái giả bày như có thật, những biểu hiện tạm thời dưới dạng văn tự để cho công chúng có tạm mà sử dụng. Chỉ nói thế mà thôi. Thì trong cái đoạn này, Bụt nói rằng tất cả những cái mình thấy ở trong giáo lý, trong tam tạng kinh điển, tất cả những mình thấy trong những cái phương pháp hành trì, mình phải nhận thức tất cả những cái đó như là những cái phương tiện, những cái phương thuốc để trị bệnh. Và nếu không có bệnh đó thì không có thuốc đó. Mình hãy tưởng tượng một người không có bệnh gì hết mà rước tất cả những thứ thuốc đó về uống, thì uống xong thì sẽ có bệnh. Mình cũng vậy. Khi nào mà có một cái pháp môn, khi nào có cái pháp môn đưa ra thì mình phải biết rằng pháp môn này để trị bệnh gì. Chứ không phải nói đó là pháp môn của Phật thì đem về uống liền. Uống liền có thể bị bệnh. Do đó cho nên nhìn vào thuốc thì thấy bệnh. Nhìn vào bệnh thì có thể thấy thuốc được. Đó là cái chân lý thứ nhất và cái chân lý thứ tư. Chân lý thứ nhất là khổ đế và chân lý thứ tư là đạo đế. Cái khổ có trăm ngàn cái khổ nó có trăm ngàn cái mặt khổ. Và vì vậy cho nên cái đạo đế nó cũng có trăm ngàn mặt của đạo đế. Và mỗi pháp môn để trị một cái khổ riêng biệt. Vì vậy cho nên học pháp môn phải rất là thông minh. Và đừng có quỳ xuống nhận lấy tất cả 84,000 pháp môn để mà chết.